Xin chào các bác xem kênh Hải Phòng RV. Ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho các bác là hai cái mẫu TV màn hình 65 inch của hãng TCL mẫu mới năm 2024 đã về hàng bên em và em đã bày ra quầy kệ rồi. Và mời các bác cùng với em tìm hiểu xem là hai cái mẫu mới này của TCL năm 2024 ấy, nó có những cái thay đổi gì nổi bật và nó có những cái tính năng gì nổi trội trong năm nay. Cùng với đó thì tham khảo giá thành sản phẩm mới của mẫu TV TCL năm 2024 nó có mức giá hiện tại đang bao nhiêu ở dòng TV 65 inch. Thì bác nào mà muốn mua hàng hay muốn em tư vấn trực tiếp, các bác liên hệ đến số tổng đài 0974178586 hoặc vào website để tham khảo giá, đó là eco-mart.vn. Tiện đây, bác nào mà xem kênh của em, yêu quý em thì cũng đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Thì không để các bác đợi lâu nữa thì sau đây em sẽ bắt đầu vào video ngay bây giờ. Mẫu TV mới của TCL năm 2024 ấy, mới về hàng bên em thì sẽ có hai mẫu. Mẫu đầu tiên sẽ là 65P755 và mẫu thứ hai sẽ là 65C655. Đây là 65P755. Hai cái mẫu TV này thì thuộc hai dòng TV khác nhau. Một dòng là màn hình 4K, một dòng là màn hình QF 4K. Đấy, hai mẫu TV khác nhau, hai dòng khác nhau. Mẫu đầu tiên 65P755 của TCL, mẫu này thì ra mắt để thay thế cho dòng 65P745 năm 2023. Thì đây là mẫu mới năm 2024 các bác nhá. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ thiết kế bên ngoài trước. Thiết kế bên ngoài của dòng 65P755, nhìn mặt trước thì các bác có thể thấy ngay là mặt trước nó không thay đổi quá nhiều. Vẫn là thiết kế theo dạng là viền mỏng, viền bằng kim loại. Đây, viền màu đen, viền bằng kim loại mỏng. Chân đế thì để ở hai bên. Màn hình 65 inch thì độ rộng nó rơi vào là 1m46. Em sẽ quay thêm cái tem cho các bác xem. Dòng TV của TCL xuất xứ tại Việt Nam, bảo hành là 2 năm chính hãng tại nhà. Đây, mã sản phẩm là 65P755 Pro. Công suất anh định là rơi vào 165W. Nói thêm về cái mã sản phẩm ấy, thì 65P755 này của TCL ấy, thì dòng P755 nó sẽ có hai dòng. Trong cái dòng này nó sẽ chia làm hai dòng, đó là dòng Pro và dòng thường. Thì dòng Pro của dòng P755 này thì bắt đầu từ màn hình 55 inch trở lên, 55 inch, 65 inch và 75 inch thì là dòng Pro. Còn dòng thường thì 50 inch và 43 inch. Thì vì sao hãng nó lại phân biệt như vậy thì các bác có thể nhận thấy ngay ở đường sau của TV các bác nhá. Thì cái lý do vì sao mà hãng lại phân biệt dòng Pro, dòng thường ấy, thì mặt sau của TV từ màn hình 55 inch trở lên thì nó sẽ có thêm cái loa bát các bác nhá. Đây là loa bát riêng này. Và âm thanh của cái mẫu TV này nó cũng sẽ cao hơn. Ví dụ như dòng 55, 65, 75 inch thì nó sẽ có thêm loa bát riêng và tổng công suất loa rơi vào là tầm 35W. Còn dòng thường là mã sản phẩm như là 50 inch, 50P755 hay là 43 inch, 43P755 thì nó sẽ không có loa bát riêng đằng sau. Đây là cái lý do mà hãng chia ra là hai dòng là dòng thường và dòng Pro ở cái dòng TV P755 của TCL. Đây là thiết kế mặt sau của mẫu TV 65P755 các bác nhé. Các bác nhìn thấy mặt sau thiết kế rất là mới lạ. Nó sẽ có thiết kế theo dạng hình ô vuông kẻ như này và có thêm cái loa bát riêng. Cái loa bát riêng này của TCL thì có công suất là 15W. TV sẽ có gồm 3 loa tất cả, là 2 loa hai bên và 1 loa bát riêng. Tổng công suất loa sẽ rơi vào là 35W. Về các cái cổng thiết kế ở đường sau của TV thì đây em sẽ quay rõ hơn một chút cho bác xem. Cổng sẽ gồm cổng USB ở đây, cổng mạng, cổng HDMI, cổng anten. Tiếp theo dưới cổng anten sẽ có cổng màu vàng là cổng AV in, là cổng video in. Còn tiếp theo một cổng màu đen ở dưới là cổng tai nghe và cổng optical dưới cùng. Đây là tất cả các cổng kết nối của mẫu 65P755 này. Và có một cái điểm có nhiều bác thắc mắc ấy, là cái loa bát riêng của TCL nó thiết kế nhô ra thế này thì có treo tường đấy không? Thì các bác yên tâm là
Với cái thiết kế cái loa bắt riêng này thì TV vẫn treo tường được bình thường các bác nhé. Khi mà các bác bắt giá treo vào đây thì treo lên tường nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái loa bắt riêng ở mẫu TV này, nó không bị vướng. Các bác yên tâm. Đây là toàn bộ cái thiết kế của dòng 65P755 của TCL. Về màn hình của mẫu này thì màn hình có độ phân giải là 4K, tần số quét thực là 60Hz. Nhưng năm nay mẫu TV của TCL, mẫu Pro này thì nó sẽ có thêm công nghệ hỗ trợ MEMC, tăng cường cái độ tần số Hz lên là 120Hz. Các bác có thể đồng bộ sang các thiết bị chơi game và tần số quét thì được nâng lên là 120Hz. Nó sẽ gấp đôi so với cả năm trước. Các cái mẫu TV P745 năm trước của TCL thì tần số quét của nó thì chỉ có 60 thôi và không được hỗ trợ. Màn hình thì cái tấm nền vẫn là tấm nền VA và công nghệ nét nền Direct các bạn nhá. Và một cái điểm thay đổi ở dòng TV của TCL mẫu P745 này thì trong năm nay chip của TV cũng được thay đổi. Chip nó sẽ là chip AIPQ Pro. Trước kia thì sẽ là AIPQ Gen 2, Gen 3. Nhưng năm nay thì được nâng lên là AIPQ Pro. Đây là mẫu chip mới của TCL cho năm 2024. Có tốc độ xử lý nhanh hơn, xử lý hình ảnh nó cũng sẽ đẹp hơn. Cái màu sắc trên màn hình của TV TCL năm nay ấy, thì nhìn thôi các bác đã cảm nhận được ngay là cái hình ảnh nó có độ nét cao hơn. Rồi cái độ sáng của TV cũng được đẩy lên cao hơn so với năm trước các bác nhá. Về giao diện của TV thì vẫn là sử dụng giao diện là Google TV, có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay. Đây là giao diện của TV các bác nhá. Đây, giao diện Google TV. Cái giao diện này thì chắc chắn là sẽ không thay đổi rồi, bởi vì cái hệ điều hành Google TV này thì hãng TCL hay cũng như là hãng Sony thì họ vẫn áp dụng và cái giao diện thì gần như là sẽ không có thay đổi. Tìm kiếm giọng nói, các ứng dụng thì cũng đều như vậy. Rồi khả năng kết nối sang các thiết bị khác qua không dây, qua AirPlay thì kết nối sang điện thoại, kết nối sang máy tính đều được. Đây là mẫu 65P755, mẫu mới năm nay. Thì tổng kết lại cái mẫu này sẽ có những cái điểm thay đổi gì? Đầu tiên là thiết kế về ngoại hình thay đổi. Ngoại hình thay đổi rất là nhiều, có thêm loa bắt riêng. Thứ hai là cái âm thanh của TV thay đổi, âm thanh to hơn, âm thanh 2.1, có loa bắt riêng, âm thanh 2.1, tổng công suất là 35W, so với cả mẫu cũ thì chỉ có 20W và 2.0. Đấy là cái điểm thay đổi thứ hai. Thứ ba là thay đổi về chip. Chip sẽ là chip AIPQ Pro, chip mới của TCL năm 2024. Thứ tư thay đổi đó là về cái tần số quét. Công nghệ hỗ trợ tần số quét 120Hz đã có ở dòng TV 4K thường của TCL. Những năm trước thì chỉ có dòng C hay dòng Q và dòng TV QS của TCL mới có hỗ trợ 120Hz. Nhưng năm nay thì dòng P, dòng thường đã có hỗ trợ 120Hz rồi. Và một cái điểm thay đổi ở màn hình của TV TCL để khiến cho cái mẫu TV này có màn hình màu sắc đẹp hơn so với mẫu cũ, đó là cái giải màu của TV. Giải màu của mẫu 65P755 này thì vẫn là White Color Gamut, nhưng nó có độ hiển thị lên tới 93%. So với cả cái mẫu cũ của TCL ấy, thì hãng họ công bố là cái giải màu White Color Gamut đấy thì chỉ có 90% thôi. Nhưng năm nay thì cái độ hiển thị lên tới 93%, tức là cái hình ảnh màu sắc của TV nó được đẩy lên cao hơn, màn hình đẹp hơn, hiển thị cũng đẹp hơn so với cả mẫu năm trước. Cuối cùng về mức giá sản phẩm của TCL thì mặc dù là mẫu mới ra năm 2024 nhưng giá thành của TCL lại cực kỳ tốt hơn nhiều so với cả những hãng khác khi mà ra mắt mẫu mới. Dòng 65P755 này thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 12.460.000, 12.460 cho mẫu TV màn hình 65 inch, màn hình 4K, tìm kiếm giọng nói đầy đủ, rồi màu sắc, rồi thiết kế âm thanh rất là ok. Đây là mẫu đầu tiên 65P755 của TCL. Tiếp theo em sẽ quay sang dòng 65C655 của TCL.
đây cũng là một cái mẫu mới QS TV của TCL mới ra mắt trong năm 2024 và cũng mới về hàng bên em. Em sẽ quay cái tem của TV trước thôi nhé. Đây, đây là dòng 65C655, công suất danh định rơi vào 205W, hàng của TCL. Đấy, thương hiệu TCL Việt Nam sản xuất các bạn nhé. Màn hình 65 inch. Với cái mẫu C655 này thì đây là dòng TV QS 4K của TCL. Vì vậy mà màn hình nó sẽ có công nghệ quantum dot rồi, có lớp phủ chân lượng tử giúp cho hình ảnh nó đẹp hơn so với cả cái mẫu P bên kia. Đây là dòng TV QS, màn hình chắc chắn sẽ đẹp hơn rồi. Cái độ tương phản màn hình rồi như cái màu sắc màu đen, độ sâu màu đen nó cũng sẽ cao hơn. Về thiết kế bên ngoài trước thì dòng C655 này có thiết kế thì vẫn giữ form dáng thiết kế của năm trước. Đó là thiết kế viền bằng kim loại, viền mỏng. Chân đế thì vẫn để ở hai bên. Và đường sau của TV thì cũng có thiết kế thêm loa bát riêng và thiết kế giống với cả mẫu P bên kia. Thì mẫu C bên này thiết kế giống nhau. Đây, mặt sau của TV đều thiết kế theo dạng ô vuông như này và có cái loa bát riêng. Loa bát này thì công suất loa vẫn là 15W và tổng âm thanh của dòng TV này sẽ là 35W và hệ thống loa sẽ là 2.1. Về cổng kết nối của TV thì các bác có thể nhìn thấy ngay. Ở đây có cổng kết nối là USB này, cổng mạng này, cổng HDMI này, cổng anten này, cổng AV in, cổng tai nghe và cổng optical. Đấy, có 3 cổng HDMI, 1 cổng USB. Đấy, cổng kết nối của TV 65C655. Màn hình thì độ phân giải 4K, tần số quét nó thì là 120Hz rồi. Công nghệ nét nền direct và tấm nền VA. Âm thanh thì tổng công suất là 35W, gồm là 3 củ loa, có loa bát riêng. Hệ thống loa được thay đổi rất là lớn trên dòng TV của TCL. Tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt và điều khiển giọng nói rảnh tay đều có đầy đủ. Sử dụng hệ điều hành Google TV. Thì đây là cái mẫu C655. Nếu như mà so sánh về cái thay đổi ở dòng C655 so với cả C645 thì nó sẽ thay đổi về cái thiết kế bên ngoài nhiều hơn. Thiết kế bên ngoài rồi cái âm thanh được thay đổi. Thứ hai là cái chip xử lý cũng được thay đổi khác. Chip cũng là chip AIPQ Pro mới hơn so với cả dòng chip cũ. Và một cái điểm ở dòng TV của TCL năm 2024, dòng C655 này thì hãng họ đã tăng độ sáng của TV lên tới 25% so với cả cái mẫu C645 đời 2023 đợt trước. Như vậy là cái độ sáng của TV được đẩy lên cao hơn nhiều và giúp cho cái trải nghiệm xem TV của các bác nó sẽ được tốt hơn, nhìn hình ảnh nó cũng sẽ đẹp hơn. Càng ngày thì hãng sẽ càng cải thiện về cái chất lượng hình ảnh để giúp cho TV xem đẹp hơn. Trong khi đó thì cái mức giá của dòng TV TCL ấy thì giá thành như để so sánh sang các hãng khác thì giá rẻ hơn rất là nhiều. Vì vậy mà thương hiệu của TCL thì hoàn toàn là một cái thương hiệu mà các bác có thể tin tưởng khi mà mình đang muốn tìm kiếm mua sắm TV cho gia đình nhà mình. Và về mức giá của dòng 65C655 này thì hiện tại đang bán bên em giá mà trừ đi hết quà rơi vào là 15.010.000 coi nhá, 15.010.000 mẫu 65C655 của TCL. Đấy, giá thành thì cực kỳ rẻ so sánh sang các hãng khác, các bác tiết kiệm được hơn rất là nhiều. Thì trên đây là video mà giới thiệu hai cái mẫu mới của TCL năm 2024, màn hình 65 inch, để các bác có thể tham khảo được cấu hình cũng như là giá thành sản phẩm hiện tại bên em đang bán. Bác nào mà muốn mua hàng, các bác cứ gọi về số tổng đài là 0974178586. Video đến đây cũng xin kết thúc. Rất cảm ơn các bác đã xem hết video. Bác nào mà thấy video hay, có ích thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like và nhấn chuông thông báo để nhận thông báo ra những video mới nhất hàng ngày từ kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.